A-di-đà Phật. Một câu Phật hiệu này, cổ đại đức đều nói là giảng đức hồng danh. Vì sao vậy? Vì câu Phật hiệu này bao gồm khắp pháp giới, hư không giới, không bỏ sót một pháp nào. Cho nên câu danh hiệu này là tất cả chư Phật. Đây là nguyên tắc chung, phương pháp chung để phổ độ chúng sanh ở trong vô lượng vô biên pháp giới. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói rất hay: chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Niệm câu danh hiệu này phải niệm được tương ưng. Bạn không thể không biết ý nghĩa của danh hiệu này. Nghĩa lý của danh hiệu thì bạn phải nên biết. Nếu như bạn muốn biết hàm nghĩa bên trong của câu danh hiệu này, vậy thì bạn không thể không đọc kinh, là kinh luận của Tịnh Độ. Hiện tại Tịnh Tông có 5 kinh một luận. Nếu như bạn có thể hiểu rõ, thì khi bạn niệm câu Phật hiệu này, bạn liền sẽ sanh tâm quan hỷ. Nếu như bạn không biết ý nghĩa của danh hiệu, thì khi niệm lâu ngày sẽ phiền muộn, không ưa thích, không muốn niệm nữa. Có rất nhiều người niệm Phật đã niệm được 2-3 năm thì không niệm nữa. Họ không muốn niệm nữa. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì họ không hiểu ý nghĩa của danh hiệu. Họ niệm mà cảm thấy vô vị. Suốt ngày từ sớm đến tối niệm để làm gì chứ? Nếu như bạn hiểu được nghĩa thú của danh hiệu, mỗi tiếng niệm Phật trên thông với chư Phật thì giống như băng tần của chúng ta phủ sóng với băng tần của các ngài, rất là thích. Dùng cái tín hiệu này qua lại với chư Phật Bồ Tát, thường xuyên qua lại với các ngài, dưới thông với chính pháp giới chúng sanh cũng là dùng câu Phật hiệu này. Cho nên câu Phật hiệu này đều phá tan hết thảy tất cả các chướng ngại trong pháp giới, hư không giới. Các nhà khoa học hiện nay gọi là không gian không đồng duy thứ. Câu danh hiệu này xác thực là có thể nói liền toàn bộ không gian không đồng duy thứ. Chúng ta cùng chư Phật Như Lai và tất cả chúng sanh hợp thành một thể. Điều này thật là thú vị vô cùng, vui sướng không gì bằng. Cho nên bạn sẽ niệm đến pháp hỷ sung mãn, niệm cho đến khi thường sanh tâm quan hỷ. Trích lục từ bài giảng kinh Vô Lượng Thọ tập 339. Thế Tôn ở trên kinh Đại Tập nói: một câu danh hiệu A-di-đà Phật chính là thâm diệu thiền. Cho nên các vị xem, thấy câu này rồi, có cần phải đi thăm thiền nữa không? Pháp môn niệm Phật là thâm diệu thiền, không phải là thiền thông thường. Ngay chỗ này, trụ thâm thiền định chính là dạy bạn đem tâm trụ ngay trong danh hiệu A-di-đà Phật. Như vậy là bạn đang trụ thâm thiền định. Vào mọi lúc, ở mọi nơi, trong lòng đều có A-di-đà Phật. Trong Kinh Kim Cang, Tôn giả Tu Bồ Đề thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thực tế mà nói chính là hai vấn đề. Một là làm thế nào hàng phục vọng tưởng, vân hà hàng phục kỳ tâm. Cái tâm đó là vọng tưởng. Vọng niệm của ta quá nhiều, làm thế nào có thể tiêu trừ được vọng niệm? Đó là một vấn đề lớn. Vấn đề thứ hai, tâm phải trụ vào nơi đâu? Tâm phải an trụ vào chỗ nào? Thích Ca Mâu Ni Phật khai thị cho ngài, giảng giải cho ngài, giải thích hai vấn đề này. Phật liền giảng ra một bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta sau khi khế nhập vào pháp môn Tịnh Độ, xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật trả lời Tôn giả Tu Bồ Đề hai vấn đề này, cảm thấy rất rối rắm. Nói ra nhiều lời đến như vậy. Các vị đọc qua kinh Kim Cang, cầu vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, các vị đã biết hay chưa? Vẫn là chưa biết. Không biết thì không phải là uổng phí hay sao? Chân thật không sai, đích thực là uổng phí. Thích Ca Mâu Ni Phật không có nói lời thừa. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng nói với những người đó là ứng với căn cơ của chúng sanh, có căn tánh đó. Những người đó nghe được cách nói này của Thích Ca Mâu Ni Phật thì giác ngộ, thấu hiểu, ứng cơ nói pháp,
Chúng ta không phải là căn cơ trên hội Bát Nhã, cho nên chúng ta nghe rồi không hiểu, còn trách Thích Ca Mâu Ni Phật là nhiều lời. Vì sao trách Ngài là nhiều lời vậy? Nếu như loại căn tánh hiện nay của chúng ta, chúng ta thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào là hàng phục vọng tâm, thì Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ rất đơn giản mà nói là A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật, hết thảy vọng niệm đều diệt hết. Bạn xem rất đơn giản, làm gì phải nói nhiều lời thừa như vậy? Lại hỏi tâm này phải làm thế nào an trú? A-di-đà Phật. Tâm an trú trên câu A-di-đà Phật thì tốt rồi. Bạn xem, một câu A-di-đà Phật cả thảy vấn đề đều giải quyết hết, viên mãn tròn đầy, cao minh hơn nhiều so với kinh Kim Cang. Như vậy bạn mới thể hội được công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Kinh Kim Cang Bát Nhã không thể so sánh được. Tụng kinh Kim Cang hết nửa ngày bạn vẫn chưa hiểu được một câu A Di Đà Phật này thật có hiệu quả, liền có thể đánh bạc được vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn, liền có thể làm cho tâm chúng ta an trụ ngay trong câu A Di Đà Phật. Đó gọi là trụ thâm thiền định. Pháp môn này vì sao tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán? Vì sao tất cả chư Phật Như Lai đều cực lực đề xướng? Đối với tất cả chúng sanh chính pháp giới, các ngài đều không ngừng đang giới thiệu, không ngừng đang thúc đẩy. Pháp môn này thật tốt, chân thật là đơn giản, dễ hiểu, ổn định, dễ dàng, thành tựu cao hơn rất nhiều so với các pháp môn khác. Bạn tu pháp môn Bát Nhã, tu thiền tông, minh tâm kiến tánh mới là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Tu đến thập hồi hướng tròn đầy thì phải dùng một A Tăng kỳ kiếp. Lại tu đến thất địa thì phải mất hai A Tăng kỳ kiếp. Tu đến pháp dân địa thì phải mất ba A Tăng kỳ kiếp. Bạn mới biết được khó cỡ nào. Bạn từ thiền, từ trên hội Bát Nhã tu thật khó. Từ một câu A Di Đà Phật sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, một phẩm phiền não chưa đoạn, nhưng trí huệ, đạo lực, thần thông, đức năng của họ, chúng ta nói là tùy loại hóa thân, tùy cơ đối pháp, năng lực của họ tương đương với Bồ Tát Bát Địa. Như vậy bạn mới biết các Phật Pháp Đại Thừa khác làm sao có thể so sánh. Chúng ta nói những lời này tuyệt đối không phải vì chúng ta tu tịnh độ, chính mình khoa trương chính mình. Như lão ông bán dưa, tự bán tự khoe, mà sự thật là như vậy. Quyết định không phải khoa trương chính mình mà chèn ép người khác. Đây hoàn toàn là chư Phật Như Lai đã nói. Sự thật là như vậy. Các pháp môn khác không phải không tốt, mà các pháp môn đó có căn cơ nhất định. Chỉ có pháp môn này là ba căn trùm khắp, lợi độn đều thâu. Thượng thượng căn cũng tu pháp môn này, Văn Thù Phổ Hiền là bậc thượng thượng căn. Chúng ta xem thấy trên hội Hoa Nghiêm, các ngài phát nguyện cầu sanh tịnh độ, phát nguyện thân cận A-di-đà Phật, đó chân thật là thượng thượng căn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở cõi thật báo trang nghiêm, thượng thượng phẩm thượng sanh, sanh đến bên đó liền làm Phật rồi. Hạ hạ căn là phàm phu chúng ta, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh độc cư, hạ hạ phẩm giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới bình đẳng, chỗ này quá hy hữu. Cũng chính là nói phàm phu chúng ta sanh đến nơi đó ở chung với Văn Thù Phổ Hiền. Mười phương thế giới không có tình huống này. Bạn không phải đồng một giai tầng này thì không cách gì ở chung được. Như địa cầu này của chúng ta là phàm thánh đồng cư độ, trong đây có Phật Bồ Tát tu hành ở nơi đây, có A-la-hán tu hành ở nơi đây,
nhưng phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy được. Không đồng một giai tầng thì không cách gì thấy được, không gặp được. Thế giới cực lạc thì không như vậy. Văn Thù Phổ Hiền, những vị Bồ Tát đẳng giác cùng ở chung với phàm phu, cùng ngồi nghe A Di Đà Phật giảng kinh, xếp hàng mà ngồi, đó là chỗ mà mười phương thế giới không có. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới bình đẳng. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là niệm A Di Đà Phật giảng sanh, đó là nhân bình đẳng. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là quả bình đẳng, thọ dụng bình đẳng, tất cả đều bình đẳng. Pháp môn này mới gọi là không thể nghĩ bàn. Trích lục từ bài giảng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 44. Các vị cần phải hiểu rõ A Di Đà Phật từ đâu mà đến. A Di Đà Phật là ai? Thế Tôn đã nói cho chúng ta biết, A Di Đà Phật chính là mình, tự tánh Di Đà. Di Đà chính là tự tánh của chúng ta, không ở bên ngoài. Duy tâm tịnh độ, tịnh độ duy tâm, nói trên lý là viên mãn đến cùng tột. Thế giới cực lạc ở chỗ nào vậy? Những gì hiện trong tịnh niệm đó là thế giới cực lạc. Cho nên tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm thiện thì cõi nước thiện, tâm ác thì sông núi đất đai đều ác. Đạo lý là như vậy, vật chuyển theo tâm. Bạn xem, trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Như Lai trụ nơi tịnh độ, vì sao vậy? Vì tâm của các ngài thiện, tâm của các ngài tịnh, thuần thiện đến cùng cực. Cho nên những gì hiện ra là pháp tánh độ. Đây mới là chân thật không hư dối. Nhà Phật nói tiêu chuẩn của chân và vọng, hễ những gì có biến đổi thì tức là giả. Những gì không có biến đổi, không có sanh diệt, đó là thật. Có biến đổi, có sanh diệt, đó là hư vọng. Cho nên nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái hữu tướng này là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Mười pháp giới đều có sanh, có diệt, đều biến đổi, cho nên không phải là thật. Nhất chân pháp giới không có biến đổi, không có sanh diệt. Người thông minh, người có trí huệ, chọn cái gì? Chọn cái thật, không chọn cái hư vọng. Tuy là chọn cái thật, nhưng không bỏ hư vọng. Chọn cái thật là tự độ, không bỏ cái hư vọng là độ tha. Chọn cái thật là tự thành tựu, không bỏ lục đạo, không bỏ tam đồ là giáo hóa chúng sanh, là đại từ đại bi tự nhiên lưu lộ ra. Trong đây không có chút miễn cưỡng nào. Cho nên cái pháp môn này là pháp môn khó tin, không thể xem là quá dễ dàng. Chính mình có thể thành tựu hay không? Trên kinh có một đoạn, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng trích ra từ chỗ này. Nhược văn tự kinh, tính nhạo thọ trì. Bốn chữ này bạn có thể làm được, vậy là đã thành công rồi. Bạn có thể tin, bạn có thể thích. Nhạo là ưa thích. Bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể gìn giữ, không để mất đi. Vậy thì chúc mừng bạn, duyên thành Phật trong đời này của bạn đã chín mùi rồi. Đây là khó ở trong khó, không gì khó bằng. Vì sao vậy? Bạn nghĩ xem, bạn tu hành hoàn toàn không phải mới bắt đầu trong đời này. Vô lượng kiếp về trước, bạn đã học pháp môn này rồi. Nhiều đời nhiều kiếp bạn vẫn chưa giảng sanh, là nguyên nhân gì? Chưa làm được bốn chữ này. Trong bốn chữ này thiếu một chữ
cũng không được. Chúng tôi muốn hỏi, chúng ta hiện nay đã tin chưa? Mọi người trả lời tôi đã tin rồi. Đây là giả, không phải là thật. Tại vì sao nói giả, không phải là thật vậy? Nghi hoặc của bạn, xen tạp của bạn vẫn chưa buông bỏ, đó không phải là thật. Trong tính còn xen tạp nghi hoặc, vọng tưởng, trong nguyện cũng xen tạp sự tham cầu, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần của thế gian. Bạn xen tạp những thứ này, bạn chưa thật sự buông bỏ. Trong đời này, nếu như thói xấu vẫn như cũ lại khởi lên, thì đời này vẫn là trồng được chút ít thiện căn. Có được giảng sanh về thế giới cực lạc hay không? Không thể giảng sanh. Phải nên biết. Cho nên, bạn nhất định phải hiểu thức đạt hữu vô đã nói ở phía trước. Câu này nói quá hay. Cực lạc thật sự có. Biệt hiệu của Đại sư Ngọc Ích là Tây Hữu. Tây là Tây Phương. Chữ hữu nghĩa là Tây Phương thật sự có. Biệt hiệu của Ngài là Tây Hữu. Trong nhiều tác phẩm, Ngài dùng biệt hiệu này gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Nhắc nhở chúng ta cũng là nhắc nhở bản thân của Ngài. Khẳng định Tây Phương nhất định có. Lục đạo tam đồ thập pháp giới, thưa các vị, là không có. Những thứ này là gì? Những thứ này là trong mộng rõ ràng có sáu cõi. Trong kinh Kim Cang đã nói, đây là mộng huyễn bào ảnh, không phải là thật, mà lại xem mộng huyễn bào ảnh cho là thật. Thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng là thật, thì hoài nghi nó không phải là thật. Đây đúng là điên đảo. Trên kinh Phật gọi là kẻ đáng thương. Điên đảo thất thường, điên đảo chỗ nào vậy? Là điên đảo ở chỗ này. Thật sự có thì không tin, thật sự không có thì lại tin, cho là thật. Nếu như thật sự biết được những thứ này thật sự là không có, bạn nghĩ xem, bạn còn ý nghĩ khống chế hay không? Bạn có còn ý niệm chiếm hữu nữa hay không? Bạn có còn ý niệm đối lập nữa hay không? Hoàn toàn không còn. Bốn chữ này rất hay. Trong quyển Độc Lưu Thự Kinh, bốn chữ trong phẩm này rất hay. Tính nhạo thọ trì, nhược văn tư kinh. Tư kinh chính là kinh này, chính là kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như bạn có duyên nghe được kinh này, tiếp xúc được, tin sâu không nghi, hoàn toàn tiếp nhận lý luận mà kinh đã nói, tiếp nhận cảnh giới đã nói trên kinh, tiếp nhận phương pháp mà trên kinh dạy cho chúng ta. Không những có phương pháp cầu sanh tịnh độ, mà còn có phương pháp trong hiện tại trước khi giảng sanh, là phương pháp đối nhân sự thế tiếp vật ở thế gian này, có toàn bộ. Dùng lời của nhà Nho để nói là phương pháp thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trên kinh này đều có đủ. Thế gian pháp và Phật pháp là một pháp chứ không phải là hai pháp. Hai pháp thì không phải là Phật pháp. Phật pháp là viên dung vô ngại, tất cả thông suốt thì gọi là Phật pháp. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải tập 367. Mô A Di Đà Phật. Nam 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 Mô.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam Nam